Catalina các bạn. Đây là một cái kiến trúc cực kỳ độc đáo mà Apple đầu tư vào Singapore, nằm ngay trên vịnh Marina bên cạnh những cái tòa tháp tài chính lừng lẫy ở đây các bạn. Tuyệt đẹp luôn. Đây là vịnh Marina các bạn, vịnh Marina còn gọi là Marina Bay ở Singapore. Rất là đẹp. Ở bên Marina Bay Sands thì có những cái cửa hàng nổi tiếng như cửa hàng Louis Vuitton ở đây. Ở bên kia có nhà hát, quán sầu riêng. Đó, rồi những cái tòa tháp cao ốc chọc trời ở đây. Và đặc biệt là cái khách sạn Marina Bay Sands, nó nằm gần đây các bạn. Đây là cái khách sạn Marina Bay Sands, có hình dáng như một chiếc thuyền nằm trên cao vậy. Nằm sừng sững ở đây, các bạn có thể đi bộ từ ở bên khách sạn qua bên cái khu này. Đó là những cái tòa nhà chọc trời, những cái kiến trúc độc đáo nằm khu vực ở Marina Bay Sands. Vịnh Marina ở Singapore rất là nổi tiếng, nhưng mà những năm gần đây thì các bạn thấy mọc lên một cái hình tròn giống như hình một cái vầng trăng mà nó nổi trên mặt nước các bạn. Một cái hình tròn nổi trên mặt nước. Đó là cái Apple Store mới nhất ở Singapore này. Các bạn thấy kiến trúc đẹp không? Phía sau lưng ở đây là những tòa tháp lừng lẫy quen thuộc. Các bạn lên trên cái khách sạn Marina Bay Sands, các bạn cũng nhìn qua cái từ cái hồ bơi mà các bạn cũng nhìn qua cái view, thấy những cái tòa nhà này. Rất rất đẹp luôn. Rồi các bạn cùng với mình đi vô tham quan khám phá cái Apple Store này nha. Quá độc đáo các bạn, như một cái hình tròn nổi trên mặt nước. Tuyệt đẹp luôn. Bây giờ gần 7 giờ tối rồi. Trời bắt đầu tối xuống rồi các bạn. Đó, các bạn thấy cái hình tròn nó nổi trên mặt nước như vậy, toàn bộ làm bằng kính. Thì như vậy thì cái Apple Store này đi vô cái đường nào? Đó. Đầu tiên các bạn thấy những cái người đi ra cái cầu kia thì chắc chắn là đi vô cái cầu đó rồi. Rồi mời các bạn đi theo mình. Bên vịnh Marina với những tòa tháp chọc trời các bạn. Và đây là cái lối đi vào, các bạn thấy cái logo Apple Store. Cái cầu rất là nhỏ ha, đi vô. Thì bên trên đây là những cái trung tâm mua sắm. Và các bạn bước xuống để đi vô cái cổng Apple Store ở đây. Đường đi vào Apple Store thì rộng khoảng chừng 2 mét qua một cái cầu gỗ rất là đẹp các bạn. Rất nhiều người đến đây chụp hình. Và đến Singapore thì các bạn thấy tất cả những cái gì họ làm ở đây đều cực kỳ chỉnh chu. Cộng với Apple nữa ha. Sắt thép inox gỗ tuyệt đẹp các bạn ha. Đi ra một cái cầu nhỏ. Ngước nhìn qua thì những cái building cao, thật là cao, với những cái logo ngân hàng HSBC, Citibank, JP Morgan, Maybank, rất rất nhiều những cái thương hiệu tập đoàn lớn. Đây cái cầu thang. Thì mình canh giờ này tới để chuẩn bị quay được vừa ban ngày mà vừa ban đêm các bạn. Đây là cái cửa ra vào cái Apple Store nè. Đầu tiên các bạn thấy cái máy bằng kính không? Kính không là kính trong suốt luôn. Đứng đây các bạn có thể nhìn thấy nhà hát sầu riêng ha. Nhà sầu riêng là cái nhà hát mà có hai cái mái giống như hai nửa trái sầu riêng. Rất là nổi tiếng ở Singapore từ lâu rồi. Cửa Apple Store hoàn toàn tự động ha. Mình tới gần thì cửa nó sẽ mở. Đây là các bạn thấy tuyệt vời không? Rồi giờ mình dẫn các bạn đi dạo một vòng nha. Dạo một vòng ở trong này coi nó đẹp như thế nào và nó có gì đặc biệt so với những Apple Store khác trên thế giới. Thú thật với các bạn, đến với Apple Store này mình chỉ quan tâm tới kiến trúc của cái tòa nhà hình tròn này thôi các bạn. Mình không có quan tâm tới những sản phẩm của Apple luôn. Tại vì sao? Tại vì những sản phẩm của Apple quá quen thuộc. Và ở Việt Nam chúng ta bây giờ không có thiếu một cái thứ gì hết ha. Tất cả hàng chính hãng đều có đầy đủ hết rồi. Cái mà mình đi những Apple Store trên khắp thế giới là mình chiêm ngưỡng cái kiến trúc
cái kiệt tác mà họ đem đến cho cái quốc gia đó, cho cái thành phố đó các bạn. Và đây là một minh chứng. Ngoài cái việc mở cửa hàng thì những cái cửa hàng của Apple Store đều là một tác phẩm kiến trúc đặc sắc và độc đáo mang đến cho một cái thành phố mà họ đầu tư. Còn những chiếc bàn trưng bày những chiếc iPhone hoặc là những chiếc MacBook thì nó tương tự nhau trên toàn thế giới các bạn. Thậm chí những đại lý dealer ở Việt Nam cũng làm tương tự như vậy, không có khác gì hết. Những cái gốc cây quen thuộc, những cái chậu cây quen thuộc họ đưa vào trong Apple Store. Vừa là cái cây trang trí mà vừa là cái ghế ngồi, họ làm cái chậu các bạn thành một cái ghế ngồi ha. Đó, đây là cái nệm mút để mình ngồi. Ở trong có những cái đá sỏi và những cái đèn chiếu lên gốc cây. Trong video này chắc mình không nói gì tới những sản phẩm, bởi vì đây là những chiếc iPhone 14. Nó cũng gần một năm rồi các bạn. Tháng 9 tới đây thì Apple sẽ cho ra iPhone 15 rồi. Và những sản phẩm này không có gì đặc biệt, không có gì xa lạ đối với các bạn ở Việt Nam. Đây là phía trên trần các bạn. Toàn bộ là bằng kính. Tuy nhiên thì họ có những cái đợt, những cái tấm che các bạn. Thiết kế rất độc đáo để họ che nắng. Đó. Và do bên ngoài ánh sáng rất là nhiều và cái trần khá cao cho nên họ sợ không có đủ ánh sáng để rọi xuống sản phẩm, thì họ làm những cái đèn ở đây, nó khác với những Apple Store khác. Đây là những cái đèn ở đây các bạn ha. Mặt trời chuẩn bị tắt xuống rồi các bạn. Một lát nữa đây nó sẽ lên đèn cực kỳ lung linh luôn. Cửa hàng này theo mình quan sát thì cũng không có quá đông khách các bạn ha. Nó vừa phải, liêu riêu. Đa số khách đến đây là đi du lịch, đi thưởng ngoạn và đi chiêm ngưỡng cái tác phẩm của Apple. Tuy nhiên thì cũng có khách mua hàng ha. Mùa này thì mùa cuối mùa của iPhone rồi cho nên không có tấp nập. Chứ qua tháng 9 mà bắt đầu iPhone 15 mà bán ra thì mình nghĩ rất là đông. Đây là những chiếc bàn trưng bày Apple Watch. Mình mê mẩn cái kiến trúc này các bạn. Mình theo dõi cái cửa hàng này từ lúc mà họ có thông tin họ xây dựng ở Singapore. Tuy nhiên thì lúc mà họ khánh thành cái tòa nhà này, cái cửa hàng Apple Store này thì dịch Covid-19 cho nên mình chưa có quay lại Singapore. Và đây là lần mình quay lại và mình muốn đến để chiêm ngưỡng cái cửa hàng này. Một cái kiến trúc phải nói là siêu độc đáo luôn. Trời đã bắt đầu tối rồi. Các bạn thấy những cái ánh đèn ở trên bàn nó chiếu xuống những cái dãy sản phẩm họ trưng bày rất là đẹp luôn. Và ngoài cái việc bán hàng thì đây là cái khu vực để họ training, họ hướng dẫn khách hàng để sử dụng những cái tính năng cơ bản trên chiếc điện thoại iPhone các bạn. Đó, đây là cái màn hình chính ngay trước cửa hàng của họ. Và họ thường xuyên có những cái buổi hướng dẫn khách chụp hình bằng iPhone. Họ có một người gọi là ra tín hiệu để cho những người họ không có nghe được đó các bạn. Họ khiếm thính, họ hiểu được. Đây là cái phần kính rồi các bạn. Phần kính này rất là dày. Ở đây cũng là phần kính, kính trong suốt ở ngay cái cột. Cột này họ làm một cái gách tam giác. Đó. Các bạn có thể bước chân dọc cái lối đi sát cái kính các bạn, cực kỳ độc đáo luôn.
kết thúc một cái bài hướng dẫn các bạn. Đây là những chiếc IMAX được trưng bày. Mình mở thử trang web mainguyenrider.com lên cái IMAX này các bạn. Đó. Còn đây là trang web mainguyen.vn đang chuẩn bị có chương trình của Galaxy sắp ra mắt các bạn. Hiện tại thì Mai Nguyên đang có hai trang web các bạn, về công nghệ thì mainguyen.vn và về đồ outdoor, đồ living, đồ moto thì mainguyenrider.com. Các bạn theo dõi những cái video của mình, nếu yêu mến thì có thể truy cập vào hai trang web đó để theo dõi những cái hoạt động kinh doanh của mình ngay tại thị trường Việt Nam. Quá đẹp các bạn. Các bạn coi kênh YouTube của mình thì có thể coi lại những cái video mình hay quay những cái cửa hàng Apple trên khắp thế giới ha. Đặc biệt là những cái kiến trúc độc đáo ở Chicago, ở New York. Đây là chiếc bàn trưng bày MacBook các bạn. Để mình coi cái MacBook Air. MacBook Air mới đâu, 15 inch. Đây chiếc MacBook Air 15 inch này các bạn. À, rất mỏng, rất đẹp luôn ha. Các bạn làm văn phòng hoặc là dựng phim cũng được ha. Nói chung là một chiếc MacBook nó mỏng, nhẹ, hiện đại. Đó, màn hình lớn. Năm nay Apple ra chiếc MacBook Air 15 inch cực kỳ ngon. Nó chẳng thua gì mấy chiếc MacBook Pro giá cao hết. Tuyệt đẹp. Chung quanh cửa hàng ở bên trong đó các bạn thì là những cái cây khá đẹp ha, đặc trưng của Apple luôn. Tất cả những Apple Store đều có những cái cây xanh và cây thật các bạn nha, cùng với những cái bàn gỗ trải nghiệm rất đơn giản, rất sang trọng. Những chiếc bàn này các bạn thấy là dây họ âm luôn đó, âm dây ở dưới luôn, thông qua cái chân bàn luôn, không có dây lồng thòng lên, cực kỳ tối giản các bạn ha, siêu tối giản luôn. Và những cái ổ cắm này các bạn thấy không, họ đặt trên những cái miếng gỗ này, họ có thể họ gạt xuống để ẩn nó đi đó. Đây là một cái ổ cắm nè, họ đã mở lên, còn ở bên này là họ âm xuống liền với cái mặt bàn, rất là đẹp. Và những cái chiếc ghế đơn giản bằng gỗ. Đi chung quanh thì kính không là kính ha, trong suốt luôn, siêu đẹp các bạn. Khi bắt đầu trời tối các bạn sẽ nhìn thấy những cái tòa nhà nó lên đèn. Lát nữa mình sẽ ra ngoài. Và đây là bên trong. Bắt đầu ánh đèn nó chiếu sáng lên rồi các bạn. Tuyệt vời luôn. Chào mừng quý khách đến với Apple Store Marina Bay Sands. Quý khách mua gì đó? Quý khách đến từ Việt Nam mua gì đây? Một chiếc ghế da rất là to, cũng khá là đẹp các bạn. Đặt ở đây cho các bạn ngồi. Một tác phẩm nghệ thuật phải nói là xuất sắc các bạn. Mình đến đây không phải coi điện thoại, coi đồ công nghệ của Apple, mà chính là coi kiến trúc mà Apple mang tới cho đất nước Singapore. Một cái máy bằng kính tuyệt vời luôn. Và đây là một cái trụ tròn bằng inox nè các bạn thấy không. À, nhưng thực tế đây là một cái thang các bạn, bóng loáng luôn ha. Đó, một cái thang thì đây bấm cái mình đi xuống dưới, có cái trụ nè, đi xuống dưới lòng đất các bạn. Thật ra là dưới cái vịnh Marina. Đó, cái cửa thang này nha. Đó. Nè, trong suốt nè. Đó, mình ở trong. Mình đang cầm quay bằng cái Sony ZV-1 mới mua. Lúc nãy mình vào các bạn thấy có đúng một con đường ha. Một con đường để mình
đi vô thôi, nhỏ nhỏ khoảng chừng 2 mét ha. Thì bây giờ mời các bạn khám phá một cái ngõ nữa. Ngoài cái ngõ, cái cầu gỗ đó ha, thì đi vô Apple Store này bằng một cái ngõ khác các bạn. Rồi mời các bạn theo chân mình đi cái thang cuốn này xuống. Còn một phần bí mật bên dưới các bạn. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Ở trên là kính các bạn ha. Anh làm bằng kính nè. Đó. Nhìn thấy mình ở trên không? Và đây là cái thang cuốn đi lên và đi xuống. Đố các bạn đi đâu đây? Xuống âm bên dưới lòng đất các bạn. Âm bên dưới lòng đất. Tiếp tục là một cái cửa hàng Apple Store bên dưới. Đó, các bạn thấy chưa? Một cái Apple Store nữa. Ở trên là cái phần nổi và dưới là phần hầm, dưới cái lòng dòng sông luôn các bạn. Và đây là một Apple Store tiếp theo. Nó nối liền vô trong cái tòa nhà ở bên trong. Ở đây bán đầy đủ trưng bày hơn, tại vì nó có cái vách các bạn. Ở đây nó có cái vách thì họ trưng bày trang trí, rồi coi như là cái kệ hàng nằm dọc cái vách này, chứ ở trên là cái kính không, cho nên họ không có chất được nhiều đồ. Toàn bộ cái khung kính là không có làm được cái gì hết á. Họ chỉ để gọi là vách kính thôi, trang trí thôi. Còn ở đây mới là nhà vệ sinh nè. Đó, trưng bày loa nè các bạn, HomePod nè, đó, tai nghe nè, music nè, và nó là một cái đường đi luôn các bạn, đó, AirPods nè, các kiểu nè ha, đó, các kiểu AirPods, tai nghe Apple. Và đây, đi ra khỏi cái vị trí này, chính là cái trung tâm thương mại. Cực kỳ đẳng cấp và lớn các bạn ha. Đó. Cái tòa nhà. Tòa nhà trung tâm thương mại nằm bên vịnh Marina, nó nằm bên dưới cái lòng đất và nó nổi bên trên nữa các bạn. Ở đây thì các bạn có thể đi băng qua nhà hát, rồi khách sạn, rồi casino, trung tâm hội nghị và triển lãm, rồi những khu food court, bảo tàng, những cái night club ha. Và đây là những khu gọi là ăn uống hàng hiệu, mua sắm gọi là đẳng cấp bậc nhất ở Singapore các bạn, trong cái tòa nhà này đó. Các bạn nào mà nghiện hàng hiệu, thích mua sắm, thích chơi bài casino các kiểu con đà điểu về sang trọng luxury thì vô cái trung tâm này và cứ đi một dọc thì các bạn sẽ thấy Apple Store. Đó là một cái lối đi ra ở đây đó, nó nằm như một cái đường đi vậy đó các bạn, không có cửa kính gì hết, không có gì ngăn lại hết ha. Thì mình cứ bước vô, đó là Apple Store nằm bên dưới lòng đất, dưới lòng. Các bạn tưởng tượng nó nằm ở dưới cái bờ, cái vịnh Marina vậy đó ha, nằm âm bên dưới vịnh Marina, chứ còn ở trên mặt đất thì chỉ có một cái cầu gỗ thôi đó. Thì đầy đủ hết nè các bạn ha, iPhone, phụ kiện, ốp lưng quá trời luôn ha. Đó. Thì những cái đồ Apple chính hãng các bạn cũng có thể dễ dàng mua ở Việt Nam rồi. Việt Nam bây giờ cũng có Apple Store online rồi các bạn. Và rất nhiều đại lý ủy quyền chính thức của Apple đã bán đầy đủ những sản phẩm mới nhất rồi. Trong đó có Mai Nguyên. Mai Nguyên cũng là một cửa hàng, một công ty là đại lý của Apple nhiều năm liền, chính hãng các bạn. Đây là dây của Apple Watch. À, quá trời luôn ha. Ở đây là những cái phụ kiện, đa số là Morphe hoặc là Belkin, dây nhựa cáp các kiểu các bạn. Đó, đây là một cái không gian mở ha.
hoàn toàn mở, nó như một cái đường đi vậy đó. Rồi đi hết cái Apple Store này, các bạn sẽ gặp hai cái thằng cuốn ở đây. Đó, hai cái thằng cuốn, một cái đi lên, cái đi xuống. Thì các bạn tưởng tượng các bạn đang đi trong lòng đất ha. Và trong, không phải trong lòng đất nữa mà gọi là ở dưới mặt nước của vịnh Marina đây ha. Để các bạn đi lên. Các bạn đi lên cái thằng cuốn này rất là sâu. Thằng cuốn dài và sâu lắm các bạn. Thì các bạn nhìn thấy rồi, từ xa các bạn thấy cái mái của cái tòa nhà kính hình tròn. Đó là Apple Store Marina Bay Sands, nằm trên vịnh Marina, nó nổi như một cái hình tròn, như một cái mặt trăng đó, rơi xuống cái vịnh vậy các bạn. Tuyệt đẹp luôn. Vừa lên cái thang cuốn là các bạn sẽ thấy những cái bàn trưng bày iPhone liền. Và đây là phần trong cái tòa nhà tròn của Apple Store Marina Bay. Những chiếc đồng hồ Apple Watch. Đó, một vòng lại cho các bạn thấy cái Apple Store ở Marina Bay Sands. Và đây là bên trong cái cửa hàng ở trên mặt nước các bạn. Đèn lên rồi, trời đã tối rồi. Và những cái đèn chiếu gần ở trên mặt bàn, nó tạo ra những cái điểm sáng khá đẹp. Các bạn thấy kiến trúc này như thế nào? Đối với mình thì đây là một cái Apple Store phải nói là đẹp nhất trên thế giới. Nó nằm ở một vị trí đặc biệt, gọi là một vị trí vàng, vị trí kim cương ở đất nước Singapore này các bạn. Vịnh Marina kế bên khách sạn lừng lẫy Marina Bay Sands. Khách đến với Apple Store có thể ngồi trên những cái chậu cây các bạn. Đó, những cái chậu cây xanh đây. Vịnh Marina đã lên đèn rồi các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đó. Những cái tòa cao ốc đã lên đèn. Những cái tòa cao ốc đã lên đèn ngay bên vịnh Marina ở Singapore, các bạn thấy đẹp không? Xuất sắc luôn ha. Mình quay thử bằng cái máy ảnh Sony ZV-1 thế hệ thứ hai các bạn. Không biết đẹp hay không nữa. Đây là lần đầu tiên mình dùng cái máy ảnh này để mình quay vlog. Đó, trước mặt các bạn là hình quả sầu riêng, hai quả sầu riêng ha, một quả lớn, quả nhỏ. Nhà hát quả sầu riêng. Đó, nếu như bên Úc, bên Sydney có nhà hát hình con sò thì Singapore có nhà hát quả sầu riêng. Bên ngoài Apple Store bắt đầu đêm xuống. Và đây là chiếc cầu duy nhất các bạn. Đã lên đèn ha. Lên đèn ở lối đi hai bên. Và người ta ra đây đứng hóng mát các bạn. Ở đây rất là mát, tại vì nó nằm ngay trên bờ sông, ngay bên vịnh Marina. Đây là khu trung tâm thương mại, shopping, mua sắm các kiểu. Vừa bên trên nổi mà vừa ở dưới hầm các bạn ha. Đó, lúc nãy mình quay ở đó rồi đi thang cuốn lên đó. Nếu các bạn không đi bằng cái cầu này vô Apple Store thì các bạn vào bên trong tòa nhà đó, đi xuống cái hầm bên dưới thì sẽ có một cái hầm tít ở dưới sâu này. Đó, mua sắm shopping, cà phê, cà pháo đó. Sau đó có cái thang cuốn dẫn từ bên trong đó ha, đi lên. Thông cái này là cái tòa nhà này nằm trên mặt nước. Đó, đi bên dưới cái vịnh này nè. Đó, đi lên. Thì lên ở chỗ kia là sẽ có cái thang cuốn nằm ngay giữa tòa nhà đó luôn. Một vị trí siêu đắc địa các bạn ha.
Đây là vịnh Marina ở Singapore, và những cái tòa nhà, những cái ngân hàng lừng lẫy. Các bạn nhìn lên thấy trăng không? Đó, ánh trăng. Chỗ này đi dạo bộ thì phải nói là tuyệt vời các bạn. Đây, Apple Store ở Marina Bay. Tuyệt đẹp, nhìn qua nhà hát, trái sầu riêng. Lúc đầu video thì mình quay trời còn sáng các bạn, còn bây giờ bắt đầu trời tối rồi. Những ánh đèn đi được bật lên ha, rất là lung linh huyền ảo luôn. Chắc chắn các bạn khi đến với Singapore, nếu các bạn là fan của Apple, các bạn nên đến đây ha. Đây là một cửa hàng Apple Store, và là một kiến trúc độc đáo siêu đẹp các bạn. Nhìn cái kiến trúc, nhìn cái tòa nhà, nhìn cái thiết kế là đã rồi các bạn ha, không cần phải mua sắm. Khu bên này thì rất đông người đứng chụp hình. Bên này là cái chỗ mà chụp hình đẹp nhất các bạn. Các bạn thấy chỗ này gần cái cửa hàng Louis Vuitton ha. Và đây nó có biểu diễn nhạc nước. Đây các bạn, đến với chỗ này thì ngoài chiêm ngưỡng Apple Store, các bạn cũng có thể theo dõi nhạc nước tuyệt đẹp ở đây. Apple cho biết đây là một dự án bán lẻ tham vọng nhất của hãng, nằm trên vùng biển ở vịnh Marina ở Singapore các bạn. Nó xuất hiện như một quả cầu lơ lửng ở trên vịnh Marina óng ánh. Cửa hàng mang đến cho khách hàng một trải nghiệm bán lẻ mới và hấp dẫn tại một trong địa điểm mang tính biểu tượng nhất ở Singapore. Cái mái vòm bằng thép và kính tự chịu lực, đường kính là 30m, cấu trúc được làm từ 114 mảnh kính với 10 thanh thép dọc. Tại không gian này, khách hàng có thể có tầm nhìn 360 độ đi vòng quanh cái quả cầu từ vịnh Marina, nhìn xung quanh thành phố. Ông David Summerfield, người đứng đầu công ty kiến trúc Foster & Partner, là đơn vị thiết kế cho cái tòa nhà này, nói rằng Apple Marina Bay Sands là tất cả về sự tương tác tinh tế giữa độ trong suốt và bóng râm. Cấu trúc này đã làm xóa tan ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, tạo ra một tòa nhà nổi nhẹ nhàng trên mặt nước, nhìn ra vịnh và đường chân trời ngoạn mục ở Singapore. Bên trong mái vòm bằng kính, một loạt các vòng che nắng đồng tâm được xây dựng lên, tạo ra cái bóng râm cho cái cấu trúc này. Những chiếc vòng này vươn lên trên đỉnh của mái vòm, gợi nhớ đến kiến trúc đền Pantheon nổi tiếng ở Rome bên Ý các bạn. Hiệu ứng ánh sáng trên mái vòm mang đến cảm giác rất là êm dịu, cường độ và màu sắc thay đổi của ánh sáng cũng rất là mê hoặc. Ý tưởng này không chỉ dùng để phục vụ cho lễ kỷ niệm của các sản phẩm đáng kinh ngạc của Apple, mà còn là một điểm đến độc đáo cho lễ kỷ niệm ánh sáng. Một người đứng đầu của công ty kiến trúc Foster & Partner cho biết như vậy. Đây là cửa hàng Apple Store thứ 3 được mở tại Singapore. Trước đó thì tại Singapore đã có hai cửa hàng Apple Store khác, một cái ở ngoài đường Orchard Road và một cái ở bên trong cái sân bay Chuwo ở Changi các bạn. Chuwo Changi. Rồi, mình kết thúc video này đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.